Kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Đầu tiên nhất thì Trung Nguyên cập nhật cái vấn đề của Ukraine, tiếp tục những cái sự việc của Ukraine. Gần đây thì các quý vị cũng qua cập nhật qua bản tin của Nguyên á, đó là Tổng thống Ukraine ngày hôm nay ông ra công bố chính thức là phản công. Ngày hôm nay là chính thức phản công. Cách đây vài ngày thì ông ta cũng có nói là cái vấn đề mà chậm trễ nó không thể chậm trễ được. Ông ta có báo động chúng ta biết dù F-16 của Mỹ có cung cấp hay không thì cuộc phản công của Ukraine cũng phải bắt đầu. Nên là ngày hôm nay là chính thức phản công. Thì cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky đã làm cho một người nào đó ở tại đất nước Nga tức giận. Đây là một nhà tiên tri nổi tiếng của đất nước Nga. Một nhà tiên tri hàng đầu của đất nước Nga. Các quý vị biết là ai rồi đúng không? Trong diễn đàn của chúng ta mà khi Nguyên nói tiên tri Nga thì các quý vị biết lại liền. Các quý vị viết cho Nguyên cái tên đi nè. Tiên tri của đất nước Nga đã phản ảnh ngay lập tức cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Tiên tri của Nga là ai? Các quý vị có thể cho Nguyên biết. Thấy chưa? Ngay Medvedev, đúng. Nhà tiên tri hàng đầu của đất nước Nga đã đáp trả ngay lập tức khi Ukraine đã công bố chính thức phản công. Thì ông ta nói rằng là bây giờ là muốn ngăn chặn sự phản công của Zelensky là phải cho Zelensky hứng chịu sự thất bại nặng nề và chúng ta phải hoàn toàn tiêu hủy chính quyền Zelensky. Ông ta dùng cái chữ là tiêu hủy, hoàn toàn tiêu hủy. Cái cách của ông ta đang nói, ông ta nói là chúng ta phải dùng những vũ khí nặng để hoàn toàn tiêu hủy và làm cho kẻ địch khiếp sợ. Và không còn chính phủ Zelensky nữa. Và chúng ta giải phóng đất nước Ukraine. Có nghĩa là loại trừ hết. Bằng cách nào? Là bằng vũ khí hạt nhân. Đây thì là lời phát biểu của ông Medvedev ngày hôm nay khi ông ta... Sau khi cái lời phát biểu của Tổng thống Zelensky đưa lên cái sự phản công thì ông ta đã đe dọa ngay lập tức là tiêu hủy, có nghĩa là tiêu hủy Kiev, nói chung chung là tiêu hủy thủ đô. Có nghĩa là dùng những vũ khí bắn vào thủ đô để tiêu hủy cả cái chính phủ đó đã không còn tồn tại, không còn tồn tại nữa. Thì cái lời đe dọa của ông tiên tri Medvedev thì nó không có xa lạ. Chúng ta quá quen rồi đúng không? Chúng ta đã quá quen sợ rồi. Chứ thực tế là bây giờ đầu tiên Nguyên sợ lắm. Thực tế là Nguyên sợ lắm. Nguyên là sợ nhát chết mà. Trời ơi, cuộc đời mình nó còn tươi phơi phới. Cuộc sống mình nó còn màu mỡ. Còn biết bao nhiêu quốc gia mình muốn đi. Đi còn chưa đã. Đồ ăn ngon mình tham ăn nữa. Đồ ăn ngon thèm ăn mình chưa ăn chưa đã. Mập chưa có đã. Đi chưa có đã mập thay. Nguyên là sợ té đái luôn. Cứ hăm dọa giết Nguyên ghiền các ơi. Đầu tiên là sợ. Sợ té đái luôn. Bây giờ giết là ghiền. Ngày nào không hăm dọa giết Nguyên buồn. Ủa sao bữa nay không ai hăm dọa ta? Sao bữa nay không ai đe dọa mình hết chắc buồn với ta? Sao kỳ vậy ta? Sao không ai đe dọa mình hết lập báo coi báo hết thì báo kia? Sao nó đe dọa mình đi tới? Buồn quá. Vì cái sự đe dọa nó quá thường xuyên các bạn, nó làm cho mình cảm giác giống như cái sự quen thuộc nó gần rủi với cuộc sống của mình. Nếu mà mất đi mình cảm giác nó thiếu vắng gì đó. Cũng giống như mà nếu các vị mà ở cặp với người yêu rồi đó, hai người cứ quấn quýt lẫn nhau. Câu chuyện với người yêu quấn quýt lẫn nhau. Câu chuyện nó như thế này là có hai vợ chồng già rồi. Ông chồng ổng lớn tuổi rồi ổng tử vong trước. Sau vài tuần sau bà vợ bà buồn quá. Vì các vị cũng biết mà vợ chồng già mà mất đi một người, cái người kia họ tổn thương á, họ không còn có muốn sống nữa. Nên là bà vợ bà chết. Chết xuống thiên đàng này bà đi kiếm ông chồng bà. Thấy ông chồng bà từ xa bà chạy tới, chồng ơi, em nhớ anh quá, em đến rồi. Ông chồng phủi tay ra. Cái bà vợ bà hỏi, anh làm sao vậy? Em còn nhớ không? Khi lúc chúng ta kết hôn, ở tại nhà thờ, ông cha ông nói cái gì? Yêu nhau đến chết, chết rồi thôi em nhé. Yêu nhau đến chết, anh chết rồi thôi em nhé. Tham đi. Đó, cô chú và anh chị em. Đó là cái câu chuyện vui vui để chúng ta tiếp tục cái bản tin nha. Sẵn tiện các quý vị nói về tình yêu rồi đủ thứ cả làm cho Nguyên nhớ cái câu chuyện này. Cái khổ là như vậy đó. Trong đầu của Nguyên nó có rất là nhiều cái hài ước. Con người Nguyên thích nụ cười hơn là nước mắt. Nên là... cuộc đời của Nguyên lúc nào cũng muốn đem cái nụ cười cho người khác hết bằng cách
cô không có ai giống như Nguyên là đưa tin tức mà kể chuyện Tiếu Lâm bao giờ cả. Nhưng mà cái đó là cái style. It's my style. Đó, nó là tại sao nhiều người nói thằng này nó xàm quá. Vô nghe nó đưa thông tin, nó đưa thông tin cũng lẹ, thông tin nó cũng chính xác mà nó xàm quá. Nhưng cái đó là my style. Cái đó là my style, giống như là hiệu quần áo vậy đó. Có cái hiệu này, cái kiểu này, đó là cái kiểu của người ta. Và tiếp tục bản tin, xin lỗi nha, Nguyên không có nhớ bản tin tại vì Nguyên quá bận. Nguyên bá vận các quý vị, nên là Nguyên chỉ có thể viết những cái gì mình nói. Thường ngày thì Nguyên không cần phải đọc. Nhưng mà Nguyên phải cần nhớ lại, Nguyên mới có thể chia sẻ với các quý vị vì bận việc. Bản tin kế tiếp mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị đó là cách đây không lâu, vào cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ trước, gần thành phố Saint-Pétersbourg, cách thành phố lớn thứ hai của đất nước Nga đó, Saint-Pétersbourg đó, thì đã có một cái sự kiện là một cái sự mình kêu là một cái sự nổ ngay chăng một cái nhà máy điện của Saint-Pétersbourg rất là lớn, đã làm cho cái khu vực đó hoàn toàn bị cúp điện, làm người dân ở khu vực họ hoảng sợ, phải nói là họ phải có cần hoảng sợ. Theo tình báo của Nga là FSB cho biết, chúng ta biết rằng là cái sự việc mà nổ này là do phía bên phá hoại Ukraine là người chỉ huy. Thì trong mấy ngày gần đây thì cái sự mà xảy ra tại đất nước Nga bị tấn công hay là những sự việc thì họ đều cáo buộc là cho Ukraine hết. Nên là cái điều đó chúng ta thấy rõ được là trong cái bối cảnh như thế này, Ukraine họ đang làm cái gì? Họ đang đánh vào tâm lý và họ đang làm cái năng lượng và cái sự chậm trễ của Ukraine để tiếp tế trên mặt trận chiến trường. Của chú anh chị em thì cái điều đó nó mới thấy rất là hấp dẫn. Và chúng ta thấy được cái phản công của Ukraine. Nguyên nghĩ là trong những ngày kế tiếp thì các quý vị sẽ nhận được rất là nhiều những bản tin khá là lý thú sự phản công của Ukraine. Đó là bản tin liên quan nho nhỏ tại Ukraine ngày hôm nay. Để cho Nguyên coi có cái gì của Ukraine hay không mà Nguyên đã quên. Nga thì họ công bố rằng là mấy ngày gần đây, bữa Chủ nhật, bữa thứ hai, và họ tấn công một số lượt quả tiễn, tổng cộng con số lượng tổng cộng họ tấn công là khoảng tầm ba mươi mấy cái quả tiễn. Thì cái số lượng ba mươi mấy cái quả tiễn này họ cho rằng là họ nhắm vào mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu quân sự. Trong đó họ nói rằng là họ đã tiêu hủy nhiều kho đạn của Ukraine. Đó là những gì Nga công bố ngày hôm nay và nhiều báo chí của Việt Nam đã đưa. Nhưng mà Nguyên đã đi theo dõi thì Nguyên không thấy điều đó. Chỉ có một điều là họ đã tập kích vào một cái nơi tòa nhà để quan chấm, và họ cho rằng cái đó căn cứ quân sự, nhưng mà hoàn toàn Nguyên không thấy cái điều đó. Nên cái bản tin của Nga là họ cho là họ đã tiêu hủy được kho đạn của Ukraine, tiêu hủy nhiều căn cứ chuẩn bị phản công của Ukraine thì Nguyên chưa thấy. Cái điều mà Nguyên đang thấy là Nga đang làm là thăm dò lực lượng của Ukraine sẽ phản công ở đâu. Nên là hai ngày gần đây Nga đã bắn thử những cái nơi mà Nga tình nghi rằng là cái địa điểm mà Ukraine phản công, và đây là những cái nơi mình kêu là dự bị cho cái cuộc tấn công. Nên là Nga thăm dò, Nga bắn khắp nơi. Giống như hừng sáng nay thì cái còi cũng vang lên ở tại thủ đô và nhiều nơi khác, và thủ đô cũng bị một cái quả tiễn. Thì theo Nguyên nhìn cái cách của Nguyên là Nga đang chỉ có thăm dò. Cái phóng sự gần nhất mà Nguyên chia sẻ với các quý vị thì cũng y hệt như vậy. Nga thăm dò cái lực lượng Ukraine đang ở đâu. Tuy rằng cách đó không xa nhưng không biết được là Ukraine phản công chỗ nào. Nên là họ cứ bắn thử để cho họ thăm dò như vậy, để coi cái phản ảnh của phía bên Ukraine như thế nào. Chỗ nào Ukraine đáp trả mạnh, có nghĩa là lực lượng Ukraine ở đó đông, thì họ sẽ đưa ra những cái biện pháp hữu hiệu để mà trấn áp. Đó là bản tin của Ukraine ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta đi vào bản tin của Đài Loan. Bản tin Đài Loan thì chúng ta có khá là nhiều bản tin cỡ này. Đài Loan đã trở thành chủ đề khá nóng trở lại với vấn đề quân sự. Vấn đề của Đài Loan thì ngoài cái vấn đề mà xuất hiện máy bay của Trung Quốc, rồi tàu bè của Trung Quốc bay trên bầu trời của Đài Loan, thì ngày hôm qua cũng có 17 chiếc máy bay, như là 6 chiếc tàu gì đó, thì ngày nào cũng có. Nhưng cái vấn đề ngày hôm nay là tâm lý của những quốc gia đồng minh như thế nào. Vì các vị biết là Đài Loan họ đang trông cậy về Hoa Kỳ
họ trông cậy về Nhật Bản, họ trông cậy về Nam Hàn. Đây là ba quốc gia mà họ trông cậy nhất để mà bảo vệ cái đảo Đài Loan. Thì gần đây nhất thì tại Nhật Bản cho một cái đài, nó đang làm một cái khảo sát, một cái đài truyền hình họ làm cái khảo sát để họ thăm dò coi người dân Nhật Bản có sẵn sàng ủng hộ Đài Loan bước vào cuộc chiến tranh hay không. Có người nói là John Bolton được Đài Loan thuê gọi hả? Nguyên chưa biết bản tin đó. À, không biết các quý vị nhận bản tin ở đâu, có thể chút nữa gửi cái link cho Nguyên được hay không. À, nếu các quý vị nào biết được cái là John Bolton đã được Đài Loan thuê rồi thì Nguyên không biết điều đó nha. So, Nguyên cái nào Nguyên phải đi kiểm chứng và Nguyên phải coi. Nguyên không có nhận được cái bản tin là John Bolton đã được thuê rồi. À, thì người ta làm thăm dò, thì cái thăm dò của phía bên Nhật Bản họ lấy khoảng tầm 3.000 người gì đó, họ lấy ngẫu nhiên 3.000 người, họ gửi thơ. Trong cái thơ của 3.000 người này, họ làm một cái mẫu đơn để làm khảo sát, trong đó nó có nhiều câu hỏi. Thì họ gửi 3.000 cái lá thơ đi, thì đã có sự hồi âm 1.900 mấy gì đó, 967, nếu Nguyên nhớ không lầm. Để Nguyên coi, được chưa? Hỏi mất công là quên. 1.967, có nghĩa là khoảng tầm 66% người ta đã hồi âm lại với những câu trả lời của phía bên phóng viên báo chí của đài truyền hình. Thì trong cái thăm dò này thì người ta thống kê chúng ta biết là 82% cái sự thăm dò này là người dân Nhật Bản họ rất là lo lắng cái cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan nó sẽ liên lụy đến đất nước Nhật Bản. Rất là lo lắng. 82%. 56% người ta quan ngại, có nghĩa là không lo lắng cho lắm. 56% trong cái khảo sát đó, tại vì nó có nhiều câu hỏi đó. Người ta thống kê cái gì? 56% thì người ta quan ngại thôi, cũng không chậm, nhẹ nhẹ, sơ sở chút xíu. Đó, quan ngại. Và 52% người ta kêu gọi là chính phủ của Nhật Bản phải hạn chế về vấn đề hỗ trợ cho Mỹ và cho Đài Loan nếu Mỹ bước vào cuộc chiến. Có nghĩa là vẫn hỗ trợ, vẫn giúp đỡ cho Đài Loan, vẫn giúp đỡ cho Mỹ nếu cần, nhưng phải ở mức độ hạn chế. Chứ không phải là chơi khô máu. Không có chơi khô máu các quý vị. Sẵn sàng chơi khô máu với Trung Quốc. Trong cái khảo sát đó chỉ có 11% sẵn sàng chơi khô máu với Trung Quốc. Chỉ có diễn đàn của Nguyên là đưa thông tin dùng chữ từ khô máu thôi. 27% trong cái bài khảo sát đó họ phản đối. Vậy thì cái khảo sát vừa qua, tất nhiên là cái con số này nó không phải là con số chính xác, vì nó không đại diện cho ba, có 3.000 lá thơ thôi mà chỉ có 1.986 người nó gửi về, thì nó không có đại diện cho dân số của Nhật Bản được. Nhưng nó cũng nói chúng ta biết vài cái vấn đề quan trọng. Thứ nhất là người Nhật họ rất là bận tâm về vấn đề tình hình eo biển Đài Loan, vì họ biết giữa Đài Loan xảy ra biến cố là ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của đất nước của họ. Tổng cộng tới 80-mấy% người dân đã có ý thức điều đó. Nhưng có một cái điều nữa là chúng ta thấy rõ được là họ chưa sẵn sàng, người dân chưa sẵn sàng cái tâm lý trực tiếp đối đầu với Trung Quốc, chiến tranh trực diện. Họ có thể hỗ trợ nhưng nó có giới hạn. Đó là cái thông điệp mà mình thấy người dân của Nhật Bản. Nhưng nó có một cái xét quan trọng nhất mà ít có ai để ý trong cái khảo sát này. Tại sao phải cần làm cái khảo sát? Ít có ai để ý cái điều đó. Tại sao phải cần làm cái khảo sát? Các quý vị, tại sao phải cần làm cái khảo sát? Là bởi vì Nhật Bản đang muốn thăm dò dư luận, thăm dò người dân. Nhật Bản muốn bước vào cuộc chiến, nhưng muốn được sự ủng hộ của nhân dân. Và bây giờ họ thăm dò sơ bộ trước. Nếu dân dân không có đồng ý thì họ sẽ đưa ra những cái sự khuyến khích để cho nhân dân hiểu được cái tầm quan trọng của đảo Đài Loan như thế nào. Vì thực tế trong tâm lý của Nhật Bản là muốn bước vào cuộc chiến nếu có. Nhưng mà chúng ta sống với một cái quốc gia tự do dân chủ, dân mới là người nắm quyền, không phải là chính phủ. Những cái quốc gia độc tài cũng giống như là Trung Quốc, rồi Nga, rồi Việt Nam thì rất là dễ bắt trọng, chỉ cần nói một câu, Putin nói một câu, Tập Cận Bình nói một câu là xong. Nhưng mà đối với những quốc gia tự do dân chủ,
bước vào một cuộc chiến tranh nó là một cái rất là khó khăn. Vì chúng ta phải bỏ phiếu, dân dân phải có đồng ý hay không, người dân không đồng ý là họ xuống đường biểu tình. Nên là cái vấn đề vừa qua thì Nhật Bản họ muốn thăm dò tình hình của người dân. Nếu dân phản đối thì họ sẽ có những cái đường lối chính trị để thúc đẩy dân và phân tích cho dân hiểu cái tầm quan trọng nó như thế nào. Và tại sao chúng ta phải cần bảo vệ cho Đài Loan. Thì đây là một cái thăm dò của Nhật Bản mà Nguyên thấy có giá trị. Và cái bản tin này nó rất là mới. À, các vị ha, bản tin của Nhật Bản nó rất là mới. Thì đây là Nguyên nói thực tế là trong cái bối cảnh như thế này thì Nguyên thấy cái tầm quan trọng của Đài Loan nó đã trở thành một cái quan điểm. Ngày hôm qua thì cái quốc gia Italy á, là do lời bà thủ tướng Italy là bà Meloni á, thì bà đã nói một câu rất là mạnh về vấn đề Đài Loan. Và sau khi cái lời phát biểu của bà thì bà và ông Sunak, có nghĩa là phía bên thủ tướng của Anh Quốc, đã cùng nhau lên án chung. Có nghĩa là bà lên án cá nhân của bà, thì bà còn kêu gọi phía bên Anh Quốc lên án chung. Thứ nhất là họ kêu gọi Trung Quốc thêm một lần nữa là giữ nguyên hiện trạng. Họ không muốn bất cứ một gì thay đổi. Đừng dùng vũ lực để thay đổi tình hình hiện trạng. Và họ khẳng định điều đó. Nếu Trung Quốc sai phạm thì họ sẽ có những hành động đáp trả. Có khác biệt là họ đang gửi thông điệp cho Trung Quốc: ê, bây giờ không phải giai đoạn của anh đánh chiến tranh. Ngoài ra thì họ còn lên án vấn đề của nhân quyền ở tại Tân Cương, vân vân và vân vân. Nhưng cái điều quan trọng nhất là gì? Là họ, Anh Quốc và Italy, sẽ thường xuyên gửi những chiếc tàu hạm đội của mình tuần tra đi ngang eo biển của Đài Loan. Tuần tra đi ngang eo biển của Đài Loan. Đây là cái cam kết giữa ông Sunak và bà Meloni sau những cái buổi họp vừa qua. Đây cũng là một cái bước ngoặt mà chúng ta thấy được là những cái quốc gia châu Âu, những cái trong G7, những cái quốc gia lớn mạnh. Bởi vì cái buổi họp G7 nó quan trọng lắm. Trong G7, Trung Nguyên nhắc, chúng ta có Mỹ, Canada, chúng ta có Nhật Bản, chúng ta có ông Anh Quốc, chúng ta có ông Đức, con Pháp và ông Italy. Thì những cái buổi họp G7 vừa qua nó đã khẳng định cái tầm quan trọng của eo biển Đài Loan. Và 7 quốc gia hàng đầu kinh tế này đã bắt đầu có hành động cụ thể, dùng cái quyền lực mềm của mình để mà ngăn chặn sự bành trướng xâm lược của Trung Quốc vào đảo đẩy Đài Loan trong cái giai đoạn này. Thì đối với Nguyên, nó là cái hành động cụ thể và nó có thể tác động lớn và nó có thể giúp đỡ Đài Loan có đủ thời gian để mà dự bị cái phòng thủ của mình. Đúng không? À, bản tin Đài Loan cũng đang nhiều lắm. Cỡ này mấy ngày hôm nay đã tin Đài Loan hay. Ngày nào cũng có tin Đài Loan, nhưng mà không phải lúc nào Nguyên cũng đưa. Cho Nguyên cáo lỗi mấy quý vị Đài Loan, mấy bác hay nhu cầu nhiều lắm. Nhưng mà vì bản tin nó không có hot, đưa tin mấy cái tin lặt vặt tào lao, Nguyên không có hứng thú. Và bản tin rất là hot cho Đài Loan nữa là đặc nhiệm lực lượng quân đội của Hoa Kỳ đang huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan để đối đầu với Trung Quốc, cuộc xâm lược của Trung Quốc. Wow! Cái này, các quý vị biết là Hoa Kỳ trích ra 10 tỷ Mỹ Kim. Cái số tiền đó chỉ có mục đích duy nhất là huấn luyện cho binh sĩ của Đài Loan mà thôi. Thì đây là một cái sự tập trận quy mô lớn và cái sự huấn luyện giữa lực lượng của Mỹ và lực lượng của Đài Loan. Mục đích chính là mô phỏng cái cuộc tấn công của Trung Quốc vào đảo Đài Loan mà phải ứng phó như thế nào. Vì cái mặt trận chiến trường của Đài Loan nó khá là phức tạp. Thứ nhất là cái diện tích đất đai của Đài Loan nó khá nhỏ và Đài Loan và Trung Quốc nó rất gần nhau. Và phải có những cái chiến lược đặc biệt. Đánh làm sao, du kích cách nào, làm sao phản công, phòng thủ ra sao. Thì đây là đặc nhiệm của Hoa Kỳ với sự nghiên cứu của họ để tác chiến cùng Đài Loan, huấn luyện Đài Loan hay là tác chiến cùng trong tương lai không ai biết. Nhưng đây là một cái biện pháp mà họ đang huấn luyện cho Đài Loan để chuẩn bị tất cả những cái kịch bản tồi tệ nếu Trung Quốc tấn công. Cái điều này nó rất là đặc biệt. Đặc biệt là chỗ nào? Cái sự huấn luyện giữa Mỹ và Đài Loan thì nó thường xuyên xảy ra, chứ không phải là không có, không phải lần đầu tiên. Cái đặc biệt đợt này là mô phỏng sự tấn công của Trung Quốc. Có nghĩa là họ đã chuẩn bị cái tâm lý không lâu nữa Trung Quốc sẽ tấn công. Cái đó mới là quan trọng. Còn cái tập trận mà giữa huấn luyện thì nó đã xảy ra thường xuyên.
Nhưng đây là họ mô phỏng hoàn toàn là Trung Quốc gửi tàu ra như thế nào, bên đây phải ứng phó ra sao. Họ làm giống như là thật. Để cho lực lượng quân đội của Đài Loan đã chuẩn bị cái tâm lý và biết cách làm sao phản công một cách hữu hiệu. Hữu hiệu. Nên là cái điều đó là một cái điều mà chúng ta thấy khá là tình hình ở Đài Loan đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ càng. Và Mỹ cũng cảm ơn Mỹ, mà thật nói là cũng cảm ơn Mỹ đã đóng một cái vai trò rất là lớn. Vì nó thật thể là mấy ông Việt Nam là ghét Mỹ rồi lúc nào cũng chê Mỹ, mà không có Mỹ là đói chết. An ninh trật tự mất nước từ lâu. Thực tế không có Mỹ thì Biển Đông chúng ta không có cái gì để mà nói. Không có Mỹ hiện diện thì Biển Đông không ai dám lên tiếng. Nên là tuy rằng Mỹ thì chỗ nào cũng có Mỹ hết, nhưng mà không có ổng cũng phiền lắm. Không có ổng cũng mệt. Nên các vị ha, nhiều khi mình phải nói một cách công tâm, bây giờ không có ông Mỹ thì Biển Đông thì Trung Quốc họ bành trướng. Không ai dám lên tiếng. Chẳng có một chiếc tàu nào dám lên khu vực hết. Nhưng ngày nào còn có Mỹ thì ngày đó thì vẫn còn những chiếc tàu tự do hàng hải có thể đi qua đi lại một cách tự do mà không ai nói gì cả. Đây là bản tin cũng rất là hot khi lực lượng của Mỹ đang huấn luyện cho Đài Loan đối phó với Trung Quốc về cuộc xâm lược sắp tới. Và bây giờ để cho Nguyên coi có bản tin nào nữa để Nguyên chia sẻ với các vị. Bản tin cũng quan trọng mà mấy ngày hôm nay Nguyên không có đưa. Bản tin nó không phải là mới nha. Bản tin này không phải là mới nhưng nó vẫn là cái chủ đề chính ở tại trên nhiều diễn đàn của Trung Quốc. Chủ đề chính trên nhiều diễn đàn của Trung Quốc đó là tuổi trẻ của Trung Quốc không có muốn tham chiến, cũng không có muốn đánh chiến tranh, cũng không hứng thú gia nhập quân đội. Theo nhiều cái khảo sát cho biết ở tại Trung Quốc thì thanh niên của Trung Quốc không muốn nhập ngũ. Họ bị ép đi nhập ngũ nhưng họ không muốn. Và nếu có chiến tranh họ cũng muốn đi chuồn đi mà cũng không muốn đánh. Lý do tại sao như vậy thì đó có nghĩa là một là cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản đã thất bại, đã không thúc đẩy được cái lòng mù quáng bất kỳ chết bò đỏ không đủ. Có nghĩa là nuôi biến người thành bò không được. À, các quý vị, biến người thành bò không được. Có nghĩa là những binh sĩ vô cùng chỉ biết đảng, đảng nói cái gì thì làm theo cái đó. Nhưng ngược lại, thanh niên của Trung Quốc thì hoàn toàn có ý thức và nhận thức là cái điều mà chiến tranh giữa Đài Loan họ không hứng thú. Hay là chiến tranh giữa Mỹ thì càng không hứng thú nữa. Lý do tại sao mà cái sự việc này thì đối với Nguyên á, cái nhìn của Nguyên nó rất là dễ hiểu. Tuy rằng dân số Trung Quốc rất là đông, chúng ta đều biết 1 tỷ mấy, bây giờ con số này cụ thể như là 1 tỷ 3 hay 1 tỷ 4 gì đó. Con số dân số rất là đông. Và binh sĩ, nhân lực, quân đội mà kêu là nhân lực trong quân đội đông nhất cũng là Trung Quốc thế giới này. Nhưng mà người tuổi trẻ của Trung Quốc thì họ không hứng thú. Vì đơn giản là Trung Quốc đã đi cái con đường chính sách một con. Các vị đúng, chính sách một con. Đặc biệt là một con thì người Trung Quốc là họ trọng nam khinh nữ. Họ trọng nam khinh nữ. Thì họ đã đẻ, họ chọn con trai, không chọn con gái. Vì họ nghĩ là phải giống như là giữ dòng giống. Theo cái truyền thống của Á Châu chúng ta nói chung chung là như vậy. Con thì phải đặt tên cha là binh nội, binh ngoại quan trọng. Nên là họ chính sách một con, thì họ có một đứa con một à. Bao nhiêu tài sản họ cưng con, họ giống như trứng. Đặc biệt là những cái nền kinh tế của Trung Quốc mấy năm gần đây phát triển khá tốt. Nên là cuộc sống của họ cũng khá là ổn định. Nền kinh tế cũng phồn vinh. Nên là mấy đứa con của họ cũng sống như một kiểu là trong nhung, trong lụa, sung túc. Thì họ được cưng, họ được chiều. Bây giờ có một đứa con một à, rồi lỡ nó đi chiến tranh, rồi nó ngẫm cụ tổi thì sao? Nguyên cái gia phả nó chấm dứt. Mà Trung Quốc cái điều đó họ không thể chấp nhận được. Cái gia phả của họ chấm dứt cái giai đoạn này không được. Cha truyền phải là con nói. Thì Nguyên chỉ có phân tích là lý do tại sao là cái bản phân tích mà ở tại Trung Quốc ngày hôm nay có rất là nhiều người, có rất là nhiều người họ đang rất là bàn tảo, bàn ở trên diễn đàn là tâm lý của người dân Trung Quốc không sẵn sàng chiến tranh, đặc biệt là tuổi trẻ. Thì những người trẻ đó họ có cái suy nghĩ là bây giờ tôi phải đánh chiến tranh làm cái gì? Tôi đang sống sung sướng mà tôi chết rồi tài sản để cho ai? Gia đình cũng vậy, họ không có hứng thú.
Nên là khi chúng ta nhìn bề ngoài á, thì lực lượng quân đội của Trung Quốc khá là hùng vĩ, mình phải dùng một câu là hùng vĩ, nhưng thực tế họ không có đủ mạnh. Thứ nhất là Trung Quốc không có kinh nghiệm chiến đấu. Thực tế Trung Quốc không có kinh nghiệm chiến đấu. Trung Quốc đã không tham gia vào những cuộc chiến cách đây mấy chục năm vừa qua. Thứ nhất là Trung Quốc không có kinh nghiệm chiến đấu. Và những kinh nghiệm của Trung Quốc thì phần lớn là những mặt trận chiến trường, đánh với mấy quốc, hỗ trợ cho những quốc gia châu Phi, xích mích chút xíu với Ấn Độ, nhưng không có kinh nghiệm tác chiến. Nên là bây giờ về kinh nghiệm, về sĩ khí quân đội hay là về cả vũ khí thì Trung Quốc còn xa mới đạt được tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Tất nhiên là Trung Quốc sẽ cố gắng tối đa trong thời gian lợi dụng cuộc chiến tranh tại Ukraine và Nga để xích gần lại cái khoảng cách giữa Trung Quốc và Mỹ đó, để cho cái thời gian chiến tranh tại Ukraine để xích gần lại. Và nếu mà cuộc chiến tranh này kéo dài thì trong vòng 4 năm, theo thống kê cho biết trong vòng 4 năm Trung Quốc có thể vượt kịp được Hoa Kỳ. Thì cái đó là theo cái thống kê cho biết, là theo người ta nói á, nếu mà cuộc chiến tranh tại Ukraine và Nga vẫn tiếp tục tiếp diễn nhiều năm, thì trong vòng 4 năm Trung Quốc sẽ có thể vượt qua khỏi Hoa Kỳ hay là bằng Hoa Kỳ. Có nghĩa là thời gian quá ngắn, có nghĩa là về tâm lý binh sĩ, về vũ khí, về đủ thứ cả, là họ nằm tầm cỡ với Hoa Kỳ hay là cả hơn Hoa Kỳ nữa. Nhưng nếu cuộc chiến tranh tiếp diễn ở tại Ukraine, phải nói một câu nha, nếu cuộc chiến tranh tiếp diễn, vì cuộc chiến tranh tiếp diễn thì Hoa Kỳ phải bị chi phối với vấn đề viện trợ cho Ukraine không ngừng. Và lực lượng của Hoa Kỳ không thể nào bổ sung thêm trong quốc phòng được nữa, khi chi phí, kinh phí quá nhiều cho những quốc gia, đặc biệt là Ukraine hay là đồng minh. Đến đây là cái bài phân tích mà mấy ngày hôm nay ở tại Trung Quốc người ta nói rất là nhiều ha các vị ha. Nguyên chia sẻ với các quý vị là bản tin này cách đây 2 ngày rồi, nhưng mà mấy ngày hôm nay nó vẫn là cái đề tài nóng. Ở tại Weibo rồi mấy cái trang chính trị đó, họ phân tích rất là nhiều. Họ phân tích rất là nhiều về cái đường lối chính trị, và hiện bây giờ họ phản ảnh rất là nhiều là ông Tập Cận Bình muốn chiến tranh và họ không đồng ý điều đó. Đó là bản tin của Trung Quốc ngày hôm nay. Bữa nay coi Nguyên coi nha, Nguyên có được bản tin Pháp chút xíu cho bà con các bác anh chị em. Ngày 1 Tây tháng 5, dân Pháp làm một chuyện giống như thường ngày, đó là biểu tình. Hình như là từ lúc mà tới giờ thì hình như là mấy tháng rồi, không có ngày nào không biểu tình hết. Biểu tình tại Pháp nó không tính bằng ngày mà nó tính bằng tháng. Các người phải hiểu điều đó. Biểu tình của Pháp là nó tính bằng tháng chứ không tính bằng ngày. Nên là ngày hôm nay là 1 Tây tháng 5 là toàn đất nước Pháp xuống đường biểu tình. Chống đối Tổng thống Macron với cái đường lối kéo dài thời gian về hưu. Thì đó là tổng đức bản tin nho nhỏ của phía bên Pháp. Và bây giờ chúng ta đi qua bản tin của Hoa Kỳ dành riêng biệt cho các quý vị mến thương tại Hoa Kỳ của ngày hôm nay. Chung Hoa Kỳ thì chủ đề chính vẫn là chủ đề liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Chủ đề phụ thì liên quan đến vấn đề giữa bà phó tổng thống với ông Joe Biden. Đó là hai cái chủ đề mà vẫn là cái chủ đề mà tâm điểm, mà phần lớn là người ta đang khá là bận tâm. Còn riêng biệt về cựu tổng thống Donald Trump thì Nguyên nói thẳng rồi, các quý vị nào yêu mến cựu diễn đàn của chúng ta thì yêu mến cựu tổng thống Donald Trump nhiều lắm. Các quý vị chuẩn bị phải có cái tâm lý sẵn sàng uống thuốc trợ tim. Các quý vị phải chuẩn bị tâm lý là cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị tấn công. Các quý vị phải chuẩn bị tâm lý là cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị đủ thứ chuyện hết. Cái đó là bắt quý vị, nếu các quý vị yêu mến thì phải chuẩn bị tâm lý sẵn. Vì Nguyên nói thẳng một câu là Nguyên không cảm nhận được là cựu tổng thống Donald Trump sẽ có được sự suôn sẻ đến ngày bầu cử. Vì theo cái chuẩn bị của đảng Dân Chủ về vấn đề pháp lý, Nguyên chỉ nói là pháp lý thôi nha, vấn đề pháp lý thôi ha, thì là Nguyên thấy là nó ít nhất là 6-7 đơn kiện. Tuy rằng hiến pháp của Hoa Kỳ dù có kiện hay là có tội vẫn ra ứng cử được. Nhưng mà Nguyên sợ là từ đây đến đó, đặc biệt là vào cuối năm nay, thì có thể là đảng Dân Chủ sẽ không, xin lỗi, đảng Cộng Hòa sẽ không có thể đủ kiên nhẫn để tiếp tục hỗ trợ cho cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy rằng theo những khảo sát thăm dò cho biết là cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là người quan trọng.
theo cái khảo sát thăm dò cho biết. Nhưng mà cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị chi phối rất là nhiều với sự tấn công, có thể nói là hàng loạt. Cái điều mà phiền phức nhất đó là ngày 6 tháng 1. Sau cái ngày 6 tháng 1 là đó vấn đề tấn công về tình dục. Đó, tấn công về tình dục. Thì cái kinh nghiệm mà Trong Nguyên hay chia sẻ trong diễn đàn là mấy bác nào làm chánh trị, tránh xa phụ nữ ra giùm. Nha, mấy bác nha, mấy bác đừng... Thường mấy bác làm chánh trị thì tuổi nó cũng lớn rồi. Thì cái bác là cứ thấy là cô nào trẻ trẻ xinh xinh là cái bác lúc nào cũng chụp hình chung hết. Bỏ cái đó đi nha, bỏ cái đó đi. Bỏ cái đó đi. Thì Nguyên thấy là tất cả những nhà chánh trị gia bị rớt đài phần lớn là do phụ nữ. Cho Nguyên nói nha, phần lớn là do phụ nữ. Tất cả những ông lãnh tụ trên tinh toàn cầu này bị rớt đài phần lớn là do phụ nữ hết. Nếu mà chúng ta làm cái khảo sát mà kêu là phần lớn tại sao ổng không được ủng hộ, tại sao ổng bị mắc chức vân vân, thì ít nhất là phụ nữ đã chiếm hơn 65-70% là do cái việc đó. Nên là khi chúng ta dấn thân vào trong một cái đường chánh trị thì tránh xa nữ sắc. Nó là cái điều mà phải cần thiết, phải quan trọng. Nên là đó là cái kinh nghiệm mà cổ Nguyên thấy trong thời gian gần đây đó. Dù có hay không có, nó thật tế với các quý vị là người ta khổ là gì, là người ta lúc nào cũng binh phụ nữ chứ không binh phụ nam. Đụng chuyện thì là lúc đầu là chỉ cần nước mắt phụ nữ người ta rơi thôi là cả thế giới nó rung động. Còn nước mắt chúng ta rơi, người ta kêu thằng này thằng hèn, nó bất công là cái chỗ đó. Thằng này là thằng yếu ớt. Nước mắt phụ nữ người ta rơi thôi, cả thế giới người ta rung động. Còn chúng ta mà rơi nước mắt thì người ta thằng này là thằng nhát, thằng này thằng hèn, thằng này thằng yếu. Ở đời nó bất công chỗ đó. Nên là các quý vị mà làm chánh trị rồi bị người ta thưa tụng là có hành vi sàm sỡ, hành vi tấn công tình dục, có hay không có làm sao ta biết, đúng không? Nhưng mà chỉ cần nước mắt phụ nữ rơi thôi là ai cũng tin là thật hết. Nên là muốn bớt đi cái vấn đề phiền phức việc đó, là bớt đi cái vấn đề mà tiếp xúc quá gần nữ nhân. Đó, đó là kinh nghiệm mà Nguyên đã thấy trong thời gian mà Nguyên làm thông tin thời sự của thế giới đó. Nguyên thống kê hàng loạt những nhà chánh trị gia mà bị đảng phái đối lập mà nêu lên đó, phần lớn là liên quan đến phụ nữ. Phải giống như tổng thống Pháp của Nguyên là không bị nêu lên, vì tổng thống Pháp của Nguyên mà chơi hàng lạ hàng độc không, hàng lá hàng độc tốt. Một thầy giáo ngủ với một học sinh sẽ bị mang tội gì? Các quý vị, tội rất là nặng. Quốc gia nào cũng vậy, đúng không? Một thầy giáo ngủ với học sinh là tội rất là nặng. Mang tội nếu mà học sinh dưới 18 tuổi là còn nặng nữa, đúng không? Tội rất là nặng, vì tội đạo đức, tội này, tội kia. Mà một cô giáo ngủ với học sinh trở thành đệ nhất phu nhân. Nguyên nói vậy, nếu các quý vị biết hiểu là Nguyên đang nói ai nữa không? Nguyên chọc tổng thống Pháp của Nguyên. Xin lỗi nha, Nguyên tánh của Nguyên là không có ông tổng thống nào mà Nguyên tha hết. Thì vợ của ổng là cô giáo ổng ngày xưa. Thì tánh của Nguyên là Nguyên hay tiếu lâm, và Nguyên nói thật với các quý vị là Nguyên hay châm biếm rất là nhiều những nhà lãnh tụ. Nên là đối với Nguyên không phải chỉ có lãnh tụ Việt Nam Nguyên châm biếm đâu, Nguyên châm biếm hàng loạt những nhà lãnh tụ trên thế giới. Và Nguyên không thích nói thẳng, Nguyên thích nói những châm biếm mà Nguyên nghĩ là nó kia là nghệ thuật, nó là nghệ thuật châm biếm, nghệ thuật châm biếm. Ok, thì bây giờ chúng ta bước qua bản tin của Việt Nam ngày hôm nay. Bản tin Mỹ thì Nguyên không có đưa nhiều, vì bữa nay Mỹ cũng không có những bản tin hot nhiều. Cho Nguyên nhắc lại là đảng Dân Chủ thì bà phó tổng thống, bà muốn ra ứng cử nha. Bà phó tổng thống ra ứng cử, thì nếu các quý vị nào mà muốn ủng hộ bà phó tổng thống đó, thì các quý vị cứ do dự, do suy nghĩ. Bà phó tổng thống thì cái dự định mà Nguyên thấy đó là bà muốn ra ứng cử. Bà muốn ra ứng cử. Thì bà sẽ nói một câu. Bây giờ ổng vô ổng còn thêm nhiệm kỳ nữa mà tôi không lẽ tôi không là ổng không thấm được. Bà nói cũng đúng. Và có thể là bà có thể là người trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ chính thức.
cũng có thể đó nha. Cuộc đời không ai biết, thế giới bây giờ nó loạn hết rồi, bây giờ cái trật tự nó không bao giờ có hết. À, nên là còn các vị nào, Nguyên nói thêm một lần nữa, các vị nào yêu mến cựu tổng thống Donald Trump hãy chuẩn bị tâm lý. Đó là Nguyên nói thực tế, là Nguyên không phải nói cho các vị đâu, mà Nguyên nói thật, tánh của Nguyên là có gì thật nó thật. Hãy chuẩn bị tâm lý vì nhiều lắm. Theo những cái gì mà Nguyên điều tra đó, cựu tổng thống Donald Trump phải nhức đầu dài dài và khổ vô cùng tận, không buông tha giây phút nào. Và bây giờ chúng ta bước tin bản quan tính tin của Việt Nam. À, bản tin của Việt Nam thì ngày hôm nay Nguyên có chút xíu về nói thôi. Thứ nhất là vấn đề của dịch bệnh. À, theo cái Nguyên có gián điệp tình báo ở tại Việt Nam các vị. À, địch viên không không thấy của Nguyên ở khắp ở miền Tây hết. Theo địch viên không không thấy của Nguyên báo cáo ở tại miền Tây cho biết là tình hình dịch bệnh COVID đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Đó. À, theo cái gián điệp tình báo cho biết, và tình báo của Nguyên cho biết là tình hình hiện bây giờ nó rất là bất ổn, vì xung quanh láng giềng bà con cô bác bị COVID khá nhiều. Tình hình bị COVID khá nhiều. Tuy rằng báo chí của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam thì không tiết lộ, có nghĩa là mấy bác không có tiết lộ. Tuy rằng con số ca ở tại Sài Gòn thì theo báo cáo của Đảng, của nhà nước, dân dân của chúng ta đó, thì báo cáo là chỉ có 2.000 ca thôi, 2.000 ca mỗi ngày. Con số nó rất là nhỏ, nhỏ như con thỏ. Nhưng theo cái tình báo mà gián điệp không không thấy của Nguyên á, đặc biệt là cái khu vực miền Tây đó, thì họ đã báo cáo cho Nguyên biết rằng là tình hình dịch bệnh nó khá là không được ổn cho lắm. À, nó khá là lo lắng, trong cái giai đoạn khá là lo lắng, lo lắng. À, cái lý do mà làm sao mà mùa hè trời nắng chang chang, con siêu vi khuẩn này nó vẫn sống khỏe như vậy, có thể là nó quen các bạn nha, nó có thể là nó bị quen rồi. À, nó có thể bị quen với cái khí hậu, và nó có thể là nó đã biến chủng và nó có sống bền vững vào khu vực trời nóng, nó đã quen rồi. Các quý vị hãy nhớ là ăn nhậu cho nó có một cái mình kêu là ăn nhậu cho cái đẳng cấp một chút xíu. Nó có nhiều cách ăn nhậu lắm, nhưng phải đẳng cấp chút xíu. Thì các vị cũng biết là chúng ta có một cái thói quen tại miền Tây hay là miền Bắc hay miền gì, Nguyên không nghĩ, mà chúng ta có rất là cái thói quen chung là chúng ta có một cái chén nước mắm cho 10 người ăn. Pha một chén nước mắm cho 10 người ăn, rồi mấy mạnh ai nấy trúng vào. À, thì đầu tiên cái ông làm nước mắm á, ông bỏ muối, đường, bột ngọt, ông giả vô, ông xịt nước mắm vô, ông bỏ nước vô, ông quay quay cái mức. Ngon bay, được bay, thiếu chút xíu quay xíu đường đi, cái niêm nước. Được bay, nhiều ông á thì còn lấy cái muỗng, nhiều ông là gọt ngón tay của quay. Được bay, mày thử đi, được ngon á, ngon đó. À được ha, được ha. Thì mỗi ông một vòng như vậy, rồi mỗi ông cứ chấm vô rồi. Ngon bay, nhậu bay, cuốn mấy ông nhậu khoái cái đồ cuốn á, cà chua 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 chấm vô. Ngon bay, ngon bay. Thì cái điều đó thì các quý vị cũng biết là nó dễ lây lan dịch bệnh. Nó dễ lây, mà cái là cái thói quen, không bỏ được. Thực tế là như vậy đó. Họ biết chứ, họ đâu phải không biết các quý vị. Họ biết chứ, nhưng cái thói quen. Thí dụ gia đình không thì không sao đi. Thí dụ là mình gia đình, thì ở trong gia đình phạm vi 4 người, hay là 3 người, 2 người, thì trong cái gia đình của mình thì ít ra thì dứt sao dịch bệnh thì gia đình cũng bệnh rồi. Nhưng cái ngày lễ thì chúng ta có rất là nhiều người đến. Rất là nhiều người đến. Nhưng mà cái đó là cái thói quen, các vị có để ý không? Rất là nhiều người như vậy. Đó, cái điều mà Nguyên sợ. Có nhiều người á, thì quậy bằng đũa, thì liếm nguyên cái đũa luôn á, sợ mà kìa ngon quá đó, mà sợ bị mất á, liếm luôn nguyên cái đũa luôn, ốc rồi bỏ vô lại, quay quậy nữa. Đó, cái chuyện đó là thường xuyên xảy ra. Nhưng mà cái khổ là như vậy nè. Mấy cái khổ mà mấy bác mà trên cái bàn nhậu á, thì cái gì cũng không sợ hết. Chỉ có sợ một cái thôi, là hết bia. Còn vi khuẩn rồi dịch bệnh rồi có chết đi nữa cũng chẳng có sợ, chỉ sợ hết bia thôi. Còn tất cả cái khác là mấy bác chẳng biết sợ gì hết. Còn nhiều ông còn vui lắm, đang ăn vậy nè, rớt miếng thịt xuống đất, lụm lên, phủi 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 cái quay vậy nè. Họ quay làm gì vậy? Cho con siêu vi khuẩn nó chóng mặt rồi ăn tiếp tục. Nó chóng mặt rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Ta cầm lên ta quay 3-4 vòng là nó chết rồi, 7-4 vòng dần là nó ngủm cùi tỏi rồi. Ăn tiếp tục tỉnh bơ, phủi tỉnh bơ.
Rồi cái đôi giày của mình á, đập cứ chó, đập cứ heo, đập cứ gì mình đi lươn láng xuống đất hết. Không sao, cầm lên phủi phủi vậy. Phủi phủi, lắc 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 lắc, lắc một cái là quất vô là tỉnh bơ. Đâu có bị gì. Nên là Nguyên nói cho nó vui với cái phía cạnh hài ước chia sẻ cùng các quý vị. Nhưng mà thực tế nó dẫn đến cái vấn đề lây lan dịch bệnh rất là nhiều. Vì Nguyên biết á, là phía bên chính phủ của Việt Nam bây giờ đó, mấy ông bây giờ đó không bao giờ dám đưa cái con số lớn hết. Vì dịch bệnh, vì sắp sửa mùa hè, khách du lịch. Khách du lịch nó sắp đến. Bây giờ mà nếu mà bây giờ tung lên dịch bệnh á, thì không bao giờ có khách du lịch hết. Thì mấy ông không có tiền. Nên là mấy ông ém hết. Con là ém đẹp luôn á. Ém đẹp luôn, mấy ông ém đẹp hết. Bây giờ nó xanh lè thôi. Bây giờ có 50.000 ca, 100.000 ca thì mấy ổng cũng là xanh lè à. Nên là mấy ổng ém hết vì ổng cần kinh tế hơn là sợ dịch bệnh. Thì bây giờ ai cũng vậy thôi. Ổng cần kinh tế hơn là sợ dịch bệnh. Nhưng mà đó là chính phủ, là bởi vì họ cần cái sự hoạt động của đất nước. Còn các quý vị là cá nhân trong diễn đàn thì các quý vị nhớ là tự lo sức khỏe của mình. Vì các quý vị không có xã hội. Ở đây Nguyên bị bệnh á, thì Nguyên đi miễn phí bệnh viện. Nguyên không có tốn đồng bạc nào hết á. Thực tế là Nguyên đây nè, Nguyên không có đóng bảo hiểm hết trơn nha. Ở Đan Mạch Nguyên không có đóng cái gì bảo hiểm hết. Nguyên không có đóng một đồng xu bảo hiểm ở Đan Mạch. Nguyên đi khám bác sĩ là miễn phí. Chỉ mua thuốc là tốn tiền. Mua thuốc cái tốn tiền, cái tiền thuốc nó cũng rất là rẻ. Nguyên đi nhập viện, mổ xẻ thuốc men ở trong bệnh viện. Tất cả là miễn phí hết. Nên là ở đây người ta lười đóng bảo hiểm là gì đó. Có những người họ đóng. Và nếu mà cái số tiền, giống như cái thu nhập của mình nó thấp, thì khỏi trả tiền thuốc luôn, chính phủ trả lời. Khỏi trả tiền thuốc, chính phủ trả lời. Nên là đối với Nguyên ở Tây Phương á, ngã bệnh á, thì nó là chuyện nhỏ như con thỏ. Đó, nhỏ như con thỏ nó không. Nhưng mà các quý vị mà tại Việt Nam mà ngã bệnh là đổ nợ đó, bán nhà đó. À, lúc đó bán thân không có được, bệnh không bán thân được. Bệnh không thể bán thân được, nhưng mà bán nhà bán cửa đó. Nên là các quý vị hãy nên thận trọng cho mình mà thôi, chứ không phải nói để cho các quý vị hoang mang mà lo lắng. Vì hoang mang lo lắng nó không giải quyết được vấn đề. Tôi chỉ nói là chúng ta biết cái thận trọng. Còn Nguyên ở nước ngoài á, thì Nguyên có một cái ưu đãi, Nguyên có một cái an ninh xã hội, nên là lúc nào nó cũng có cái bảo đảm cho Nguyên cả. Thì cái đó là cái Nguyên đã nói là tại sao Nguyên muốn đấu tranh cho Việt Nam có an ninh xã hội là như vậy. Vì khi Việt Nam cơm no áo ấm, an ninh xã hội thì cái đầu óc nó phát triển. Còn nó thực tế với các quý vị, bây giờ kêu một cái anh đã làm một ngày 13 tiếng đồng hồ, cực nhọc với mồ hôi, về nhà lăn ra ăn cơm là chỉ đi ngủ thôi. Rồi kêu ảnh làm cái não, không thể nào được. Và bây giờ Nguyên mới hiểu một cái điều nữa. Sử dụng nhiều cái não chừng nào thì cái bụng nó to chừng đấy. Có thể nói là chưa bao giờ Nguyên đọc sách nhiều như vậy. Nguyên cũng có đọc sách nhưng mà không thể nhiều đến mức độ đó. Bây giờ nó thực tế với các cái vậy là trong một thời gian một năm vừa qua Nguyên không đọc biết bao nhiêu cuốn sách mà nói. Đủ thứ loại hết, đặc biệt là thì Nguyên muốn giải trí thì Nguyên đọc tiểu thuyết nhiều. Hay là này kia mà đọc khủng khiếp luôn. Thì cái tối ngày cứ ăn xong rồi chui vô đọc sách rồi ăn rồi làm việc rồi vấn đề trên vi tính rồi đọc tài liệu không. Ồ mà cái body tụi nó phát triển các vị. Ồ đừng nó phát triển kìa, nó cao bì ngang các vị, nó cao bì ngang. Nhìn lại trong gương mình rồi nói ôi. Nên là Nguyên đã quyết định từ giây phút này là Nguyên bắt đầu phải chuẩn bị cho mùa hè cải cách lại. Có nghĩa là chuẩn bị giữ lại, tút lại cái nhan sắc của mình. Chuẩn bị tút đi nhan sắc của mình, chuẩn bị đi tắm biển nên là tút là cái nhan sắc của mình. Nên là mấy ngày gần đây thì Nguyên bắt buộc phải nấu ở nhà, thường không giờ nấu ở nhà làm biến nấu lắm. Ăn ở ngoài cho nó khỏe. Thực tế ăn ở ngoài nó còn rẻ hơn ở nhà nữa. Nhưng mà ăn ở ngoài nó không được tốt sức khỏe. Toàn là những cái đồ chiên, đồ này đồ kia không. Ăn như con heo vậy đó, huống sao mà không mập. Đó. Nên là từ đây chúng ta Nguyên giữ lại lấy được cái tinh thần mùa hè để mà đưa cho các quý vị những bản tin hot nhất có thể. Và nó chơi là cũng phải giữ được sức khỏe. Cái này sau cái vấn đề mùa đông rồi dịch bệnh, sức khỏe Nguyên không có tốt cho lắm. Nói tung chung là như vậy. Và bây giờ thôi gán cố gắng, lười quá gán cố gắng. Và thôi tâm tình chia sẻ của chú anh chị em bữa nay đưa tin không nhiều mà 8 thì nhiều hơn đúng không? Hỏi tại sao cái tội 8 là như vậy? Nên tội cho cô Hằng. Nói tới đây là Nguyên thật muốn rơi nước mắt, thương cô Hằng ghê vậy đó.
Mình 8 thì không bị tù, cô hàng cổ 8 không, bây giờ bị lên án gần tới 7 năm tù. Không biết gà tò nó được phán bao nhiêu năm. Tất cả cái tội của cô hàng là 7 năm đó. Công an nó kết luận là 7 năm. Tất nhiên là công an họ kết luận như vậy và họ đưa lên tòa, tòa xử bao nhiêu là chuyện của tòa. Nhưng mà công an cho là 7 năm. Chỉ có tội nhiều chuyện thôi. Nên là mình thấy rất là đáng thương cho một cái quốc gia mà tiếng nói không có. Tiếng nói không có. Tiếng nói tự do ngôn luận không có các vị ha. Mong là ngày vui với cái diễn đàn mà Nguyên đưa thông tin với cái thông điệp nhẹ nhàng, rồi với những cái bài câu chuyện Tiếu Lâm cười cười cho các vị đầu tuần, cho các vị thoải mái, cũng trong cái nhân dịp mà các vị đang được nghỉ lễ, châu Âu cũng được nghỉ và tại Việt Nam cũng nghỉ, để cho các vị có một cái không gian thoải mái hơn. Nguyên ngừng chương trình ở đây, Nguyên sẽ hẹn lại chương trình của ngày mai. Chương trình của ngày mai Nguyên sẽ quay trở lại. Và mong là ngày mai Nguyên sẽ nhận được những cái sự việc mới mẻ hơn, nóng bỏng hơn, hấp dẫn hơn để chia sẻ cùng mọi người. Bye bye, cô chú anh chị em. Hẹn các vị lại sau, nhớ giữ gìn sức khỏe. Đồng bào ơi, hãy lắng nghe bao lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy lắng nghe bao lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, đang âm thầm bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang đã gây bao oan khiến muôn dân hờn rên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông. Hãy đứng lên hôm nay, thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này, rằng là không còn đây. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, buôn dân và bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang đã gây bao hoàn kiên, muôn dân hờn rên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay, thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này, dòng là không còn đây. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong, đang bên bờ vong, đang đã gây bao oan, đang gây bao oan, muôn dân hờn rên xiết, muôn dân hờn rên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi.
hãy đứng lên ta đừng sợ đi, hãy một lần nghe hồ tiên sông núi, hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây, hãy nói với quân thù này dòng là không còn đây. Dòng là không còn đây.